cách đây không lâu, Thúy Di gây để ý khi lên mặt dạy một thí sinh chương trình lựa chọn trái tim cách môi tiền của đàn ông. Theo đó, Thúy Di soàn xuyên giả bộ là mình thiếu thốn để đàn ông tự nguyện bỏ tiền ra đưa cô đi du lịch mà mua tặng những món vàng đắt tiền. Mới đây, Thúy Di nối tiếp gây tranh cãi khi công khai đăng đàn kể về một kỷ niệm với người gamer thủ cũ của mình. Đó là một người gamer thủ từng bị Thúy Di lợi dụng, thế nhưng sau đó lại bị chính cô chơi xấu. Bức ảnh 6 năm trước của Thúy Di. Theo lời kể của Thúy Di, hồi còn học cấp 3, cô đã ôm mộng đổi đời nên soàn xuyên theo dõi và kết giao với những người chỉ có cuộc sống quý phái chảnh ở Sài Gòn. Nhờ có người gamer thủ đó mà Thúy Di có được khá nhiều mối quan hệ. Thế rồi trong một lần biết người chị đó nói xấu mình, Thúy Di đã lập tức trở mặt, tìm cách để chính người kia không chơi với chị gamer thủ đó nữa. Trời ơi, 6 năm trước từ bán hàng ôm Lê Nê dành dụng được 11 triệu mua xe đạp điện. Tính khá tự lập, có phần ganh tị, luôn muốn hơn người khác, mộng cao chót vót. Hồi 3 năm cấp 3 tuyệt đối không có yêu mến gì, do mộng cao suy tính trong đầu, còn học Cà Mau đã tính lên Sài Gòn gặp gỡ ai. Lướt Facebook bà kia ở Sài Gòn cả 2 năm khi còn học lớp 11-12 ở quê, thấy buồn bực hay đi mấy nơi quý phái, chơi với người giàu. Lúc lên Sài Gòn giờ mua đầm của bả, hẹn đi chơi cùng để mở ra một loạt mối quan hệ, nhưng trong một lần biết buồn bực nói xấu mình, bèn tạo rao cho mọi người bo xì buồn bực. Hãy sống tốt với Thúy Di, cô viết. Cuộc sống quý phái chảnh của Thúy Di hiện tại. Dù việc trở mặt với gamer thủ của Thúy Di có lý do, thế nhưng nhiều cư dân mạng vẫn cho rằng Thúy Di đang tự hào về một điều đáng xấu hổ. Ngay từ đầu khi bước vào mối quan hệ đó, Thúy Di đã muốn lợi dụng gamer thủ lấy lợi ích cho mình. Và cô cũng đã đạt được những điều mình muốn. Thế nên, hành động chơi xấu gamer thủ của Thúy Di được cho là xoàn đẹp, thậm chí có phần tráo trở, lật mặt. Em chơi vậy rồi, ai chơi với em nữa hả Di? Sợ thật. Chơi với bạn bè kiểu này lúc nào cũng phải sốt ruột đề phòng, mà bị phản lại lúc nào không biết, thôi nghỉ chơi sớm đi cho khỏe. Là một số bình luận của dân mạng. Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng lối chơi đó là sòng phẳng. Nhận được sự tử tế thì đáp lại, còn khi nhận được điều xấu xa thì trả lại, như thế cũng là điều bình soàn. Thích sự rõ rệt ràng, sòng phẳng đó của Di đấy, em này được cái thẳng thắn nè, có sao nói vậy không giả tạo che giấu, kiểu đó dễ chơi. Một vài người khác bình luận.